Xin chào các quý khán giả thân mến. Ở trong video lần này thì tôi muốn gửi lời chào của mình đến những thế lực mà hiện giờ đang cố gắng tỏ ra thù ghét chúng tôi, và cũng như là gửi lời chào tới tất cả những ai hiện giờ đang cố gắng để làm mất đi sự uy tín của chúng tôi mà hiện nay chúng tôi đang cố gắng để xây dựng. Hay là hiện giờ còn có những người đang bảo với mọi người rằng mọi thứ mà hiện nay chúng tôi đang xây dựng cũng như là đang thực hiện đều là sai, và còn có những người nói rằng tất cả ở đây chỉ là trò lừa đảo, hay họ còn nói rằng tất cả ở đây đều là hàng giả. 400 hack ở trong ngành hàng không, 200 hack ở trong khu cụ điện, tất cả đều là giả. Và cũng có người nói rằng chúng tôi hiện nay đang chỉ truyền bá đi những thông tin sai sự thật. Và tất nhiên là bây giờ thì tôi phủ nhận điều đó. Và nhân tiện đây thì tôi cũng muốn nhắc lại cho tất cả các bạn rằng ở trong giai đoạn đầu tiên thì đối với cùng một nguồn cảm hứng và cùng với một nguồn năng lượng thì các bạn hiện nay cũng đã rất cố gắng trong việc chứng minh rằng mọi thứ sẽ bị lấy đi và tất cả những thứ đó sẽ được chuyển đến quần đảo Canary. Và các bạn bây giờ hãy nhìn đi, hiện giờ thì chẳng có gì đã bị lấy đi cả, và tất nhiên là cũng sẽ chẳng có gì được chuyển đến quần đảo Canary hay bất kỳ nơi nào khác. Và chúng tôi hiện giờ đã xây dựng các tòa nhà như các bạn đã thấy được ở trong video. Và ngay bây giờ thì các công trình tiện ích của chúng tôi bên ngoài cũng đang được chúng tôi xây dựng ở những giai đoạn cuối cùng. Và bây giờ thì tôi muốn xin hỏi các bạn một câu rằng, đã có ai xin lỗi chúng tôi về những lời nói của họ hay chưa? Và tất nhiên là không dừng lại tại đó. Bên cạnh đó thì còn có những người đã từng nói về các trung tâm mua sắm, và họ còn bảo rằng ở đây chúng tôi chỉ là những công trình xây dựng của một trung tâm mua sắm khác. Vậy mà bây giờ thì như các bạn có thể thấy được thì tình hình của chúng tôi hiện nay đang diễn ra như thế nào. Và như các bạn có thể thấy ở ngay đây thì chúng tôi hiện nay đang ở trong phòng thí nghiệm. Ý tôi là trung tâm mua sắm mà các bạn hiện nay đang nói tới đâu rồi? Và đã có ai xin lỗi chúng tôi vì những câu nói đó chưa? Nếu tôi là họ thì chắc chắn tôi nói rằng tôi đã sai. Và như các bạn đã biết thì họ của tôi đó chính là Dujinov, và tên của tôi là Dmitry Alexandrovich. Và chúng tôi sẽ tìm và sẽ gặng hỏi. Và như các bạn cũng có thể thấy đấy, việc tìm tôi là một điều rất dễ dàng để có thể làm được. Và tôi có họ, có tên và có cả chữ viết tắt. Và không chỉ có vậy mà tôi còn có cả địa điểm cụ thể và có tất cả mọi thứ. Còn hiện giờ thì các bạn là ai? Tên của các bạn là gì? Bạn hiện nay đang ẩn trốn ở dưới lớp biệt danh. Và tất nhiên là hiện giờ thì các bạn chỉ có thể líu lưỡi và tỏ ra hoàn toàn vô dụng trước những thứ mà hiện nay tôi đang có thể thực hiện được. Bởi vì một người bình thường sẽ có nguyên tắc riêng, và nếu mình sai thì cần phải xin lỗi. Và trong trường hợp này thì tôi cũng có thể thấy được rằng các bạn cũng giống như những bài nội trợ vậy. Họ tỏ ra rất thích buôn chuyện của người khác. Và các bạn hiện giờ cũng giống như những loại người mà hiện nay đang trốn dưới đủ các loại tiền giả, và cũng là người mà hiện nay đang tỏ ra rất xấu hổ khi phải thừa nhận về những công việc mà hiện giờ đang dần thành công của những người khác. Và các bạn cũng giống như vậy thôi. Và bây giờ thì các bạn không còn gì để nói. Và các bạn cũng đã nói rằng đây là 400 hạt, còn đây là 200 hạt. Điều đó thì sao? Thì ít nhất bạn cũng nên giải thích cho mọi người hiểu được rằng trong ngành hàng không thì hiện nay còn có những động cơ 400 hạt có giá ngang với một chiếc cánh máy bay. Tại sao lại đắt như vậy ư? Bởi vì chúng được sử dụng các vật liệu dạng tấm mỏng để làm, và có độ dày là 0,1mm cho tới 0,06mm. Và cũng chính là vì điều đó nên hiển nhiên một điều rằng chúng sẽ có giá rất đắt tiền. Và tất nhiên là sau đó thì chúng cũng sẽ cần phải được xử lý đặc biệt. Sau khi được dập thì chúng sẽ phải được nhà sản xuất cho tiến hành nung chân không ở mức khoảng 1200 độ C trong vòng xuyên suốt 6 giờ. Và bên cạnh đó thì các bạn cũng sẽ có thể tưởng tượng được thì chi phí dành cho điều đó sẽ cao là bao nhiêu không? Và các bạn cũng đã nói với mọi người rằng nó đã được biết đến từ trước, và hiện giờ thì ai cũng có thể làm được điều đó. Vâng, họ có thể làm được điều đó, nhưng các bạn cũng quên mất một điều rằng nó sẽ tốn rất nhiều tiền, và tất nhiên là điều đó sẽ không dành cho những người tiêu dùng đại chúng. Bởi vì như các bạn đã biết thì nó còn chứa một hàm lượng niken rất cao, và lượng niken hiện giờ đã được sản xuất ở Nga thậm chí còn không đủ cho 1/10 nhu cầu trong việc sản xuất vật liệu điện. Mà chính vì vậy, qua đó mà tôi xin mọi người rằng hãy ngừng kể câu chuyện cổ tích của các bạn đi, và cũng hãy đừng lừa dối mọi người nữa. Bởi vì nếu như các bạn là một người nghiệp dư thì tất nhiên là việc đó là việc của cá nhân bạn. Và nếu như mà các bạn muốn bị lừa thì hãy cứ tự nhiên, bởi vì đó không phải là việc mà do tôi có thể quyết định được, mà đó chính là sự lựa chọn của cá nhân bạn. Mà nếu trên thực tế thì nó đúng là như vậy, thì những kiểu động cơ có kiểu dáng công nghiệp này đã được chế tạo bằng một công nghệ khác từ lâu rồi. Và từ đây thì lập luận tiếp theo của các bạn đó chính là nếu mà cần thiết thì cả thế giới đã tung ra công nghệ đó từ lâu rồi. Nếu như mà các bạn muốn nói đến việc của toàn thế giới thì ít nhất thì các bạn cũng nên bắt đầu từ công việc của chính mình. Ví dụ đơn giản cho tất cả các bạn thì các bạn hãy cứ tưởng tượng mà xem, hiện giờ bạn đang làm việc trong một công ty và bạn được có cơ hội đến gặp tổng giám đốc và nói: Peter Ivanovich, tôi đã nghĩ về điều này rất lâu rồi và tôi đã làm được điều nọ. Xong sau đó thì các bạn biết ông ấy sẽ nói gì với các bạn không? Yêu cầu anh hãy rời ra khỏi đây với công việc kinh doanh của riêng bạn. Và các bạn cũng biết rằng các bạn sẽ được yêu cầu ra ngoài. Bởi vì tại sao ư? Bởi vì Peter Ivanovich này cũng chính là một người làm thuê giống như các bạn thôi. Và tất nhiên là đằng sau ông ta sẽ còn có chủ sở hữu,
và bên cạnh đó thì còn có những người cần lợi nhuận từ chính doanh nghiệp này. Và tất nhiên là điều đó sẽ đồng nghĩa với việc rằng họ sẽ không cần những thay đổi mới của bạn. Và điều đó cũng giống như Peter Ivanovich không quan tâm. Và bạn tất nhiên thì cũng không phải quan tâm đến điều đó, bởi vì tiền lương của bạn chắc chắn sẽ không phụ thuộc vào điều đó. Mà chính vì vậy, ngay cả khi có một giải pháp, thì mọi người sẽ đều ngồi im và giữ im lặng, và không ai cần chúng cả. Ví dụ, hiện nay có một số động cơ được bán bởi một công ty Nga, và chính xác là nó sẽ được sản xuất tại Trung Quốc. Và tại Nga hiện giờ thì có các cơ quan quản lý bán hàng và sản dịch vụ. Và những động cơ này trên thực tế thì khá tốt, bởi vì chúng có được các quy định đầu vào rất tốt. Và đây chính xác sẽ là một lợi thế rất lớn của những chiếc máy này. Nhưng hiện giờ thì chúng đều được sản xuất theo công nghệ thời Liên Xô. Và không chỉ có vậy, mà chúng còn được sản xuất theo công nghệ của Liên Xô ở ngay tại Trung Quốc. Và chính điều đó thì chắc chắn sẽ không ai thay đổi bất kỳ điều gì cả. Bởi vì hiện tại thì kế hoạch sản xuất của nó đã được thiết lập một cách rất tốt. Và tất nhiên là nó đang hoạt động rất tốt. Vậy thì tại sao chúng ta phải thay đổi bất cứ điều gì phải không? Và tại sao thì Trung Quốc lại muốn làm điều đó? Và không ai thấy cần thiết cả, đó chính là một lý do đầu tiên. Và ở ngay trong lý do thứ hai là đó chính là vấn đề hiện nay của giới khoa học. Và các bạn hãy cứ tưởng tượng điều gì sẽ xảy ra nếu như một nhà khoa học đi dự hội nghị và nói: "Hỡi các đồng nghiệp thân mến, tôi đã lãng phí thời gian cuộc đời của mình và tôi đã sai, bởi vì tôi đã nhận ra rằng tôi đã làm sai và tôi thực sự đã mắc một sai lầm rất sâu sắc. Mà chính vì vậy mà tôi muốn nói rằng tất cả các công trình của tôi nên bị thu hồi ngay bây giờ. Và từ đó tôi nên bị tước danh hiệu và chúng ta nên làm một điều gì đó khác." Và bạn có thể tưởng tượng ra một tình huống như vậy không? Và tôi cũng nghĩ rằng sẽ không ai mà lại đi làm thế cả. Và tôi cũng chắc chắn một điều rằng sẽ không ai thừa nhận các điều đó cho đến khi người tin tưởng cuối cùng vào các lý thuyết cổ điển đã qua đời. Và đó cũng chính là lúc họ sẽ nói chuyện về điều đó. Và bên cạnh đó thì còn có rất nhiều cuộc nói chuyện về Tesla vĩ đại. Nhưng bên cạnh đó thì họ lại quên mất những chuyện về Morgan. Lý do tại vì sao vậy? Bởi vì đằng sau Tesla đó chính là Morgan. Và Morgan chính xác sẽ là người cung cấp vốn cho Tesla. Và Tesla là một nhà phát minh vĩ đại. Mọi người sau đó đến gặp ông ấy và nói: "Nikola, hãy làm đi." Và ông ấy sẽ nói rằng: "Tôi hiện tại sẽ không thể làm, bởi vì hiện tại thì tôi có một hợp đồng với Morgan." "Chà, chúng ta sẽ làm điều đó dưới tên anh." Và kết quả sẽ ra sao? Và kết quả đó chính là Morgan đã chọn được những dự án hiệu quả nhất. Và Nikola Tesla sau đó đã chết trong nghèo khó. Các bạn hiện giờ đã quên được tình hình ư? Chắc hẳn là các bạn đã quên rồi. Và nhân đây thì tôi cũng sẽ xin được nhắc lại cho các bạn. Giống như Einstein vĩ đại vậy, nếu như mà các bạn nhìn vào bằng sáng chế của ông ấy cũng đã có các bằng sáng chế kép ở khắp mọi nơi. Ví dụ như là Einstein và Andrews. Tại sao các thành phẩm luôn luôn có một tác giả thứ hai? Và ông ấy đã từng làm việc trong văn phòng bằng sáng chế. Và các bạn hãy thử tra cứu và xem. Và chỉ khi những tín đồ cuối cùng đã chết thì tất cả những điều đó mới được tiết lộ. Nhưng điều đó không phải là điều chúng ta hiện nay đang nói. Và chúng ta hiện nay đang nói về những cỗ máy này, cũng như là chúng ta hiện nay đang nói về các tình hình hiện giờ của các cỗ máy này sẽ ra sao. Bây giờ thì hãy cho tôi biết, các nhà khoa học vĩ đại, tại sao chúng ta lại lấy con số là 380V và 50Hz? Và tại sao chúng ta lại sử dụng bộ chuyển đổi tần số để giúp cho việc chỉnh lưu lại nó? Hay là sử dụng nó để có thể lấy được dòng điện một chiều và chuyển đổi nó trở thành 50Hz? Bởi vì chính xác thì nó sẽ tùy thuộc vào đặc điểm của gia tốc và nó có thể đạt được tối đa là 60Hz. Bởi vì ở tại Hoa Kỳ thì các tần số như vậy sẽ đa phần sẽ được sử dụng để có thể thực hành được các cuộc thử nghiệm. Nhưng với một điều kiện là nó sẽ không được quá 200 và 400Hz. Tại sao lại như vậy? Bởi vì ở đây có một lý do rất đơn giản. Với một điều kiện, đó chính là nếu mà mạch cổ điển sẽ cho phép họ có thể làm được điều đó. Nhưng rất tiếc thì mạch cổ điển hiện tại thì sẽ không thể làm được điều như vậy. Nếu như mà các bạn tạo ra một mạch cổ điển 150Hz ở trên bàn ủi, thì tất nhiên là các bạn sẽ phải giảm tổng công suất, cũng như là các bạn sẽ phải giảm cảm ứng để có thể giảm được tổn thất, hoặc nó sẽ nóng lên giống như một cái bếp lò vậy. Đơn giản cơ chế của nó sẽ chỉ như vậy thôi. Nhưng trên thực tế thì những điều này thì ít ai có thể thực hiện được. Bởi vì như các bạn đã biết thì nó có thể trở nên bất khả thi để có thể thực hiện. Và đó cũng chính là một trong những lý do tại sao mà họ hiện nay sẽ không làm. Mặc dù điều đó là điều hiển nhiên, nhưng hiện tại thì điều đó đối với chúng tôi thì lại có. Tại sao lại như vậy ư? Chính xác là bởi vì có một quan niệm khá sai lầm mà họ hiện nay không muốn từ bỏ. Đó chính là sóng hài chính sẽ làm nóng động cơ. Sự thật ở trên thực tế thì không phải là sóng hài chính làm nóng động cơ, mà chính xác là các sóng hài lẻ mới là tính thứ để có thể làm nóng được động cơ. Và người ta hay thường nói rằng chúng ta phải đẩy các sóng hài bậc lên bậc 3, 5, 7. Bởi vì chính các sóng hài này sẽ gây ra một tổn thất rất lớn cho động cơ. Nhưng trên thực tế thì thực sự quan điểm này là một sự sai lầm. Bởi vì trên thực tế, thực ra nó không phải như vậy. Bởi vì nếu như mà các bạn không biết, thì nếu các bạn phân tách các sóng hài này thành một các chuỗi Fourier bằng các chương trình, thì các bạn sẽ có thể thấy được các sóng hài này có bậc cao hơn. Và chúng hiện nay đã được tạo ra như thế nào?
Trên thực tế thì chúng được tạo ra khi các khe răng của Rotor vượt qua các răng của các Stator. Và chính xác thì những sóng hài đó đã tạo ra chúng. Và tất nhiên là các bạn cũng sẽ phải xử lý chúng. Thì sau đó thì các bạn mới có thể tạo ra được những sản phẩm hoàn chỉnh. Và hơn thế nữa thì không chỉ có vậy. Ở ngay trường hợp này thì tôi sẽ lấy một động cơ có 24 khe để làm ví dụ cho tất cả các bạn xem. Ở trong sơ đồ cổ điển thì 8 răng sẽ được đặt với cảm ứng gần như là bằng không, và tất cả những dòng điện đi qua các răng còn lại. Và nếu như mà chúng ta cuốn theo công nghệ Slavyanka thì 2 răng sẽ không có cảm ứng. Và điều này đồng nghĩa với việc đó chính là dòng điện sẽ được phân phối một cách đồng đều hơn rất nhiều, và cảm ứng trong sắt sẽ được ít hơn. Và từ đó thì nó sẽ đồng nghĩa với việc là chúng ta sẽ gây ra tổn thất ít hơn. Và ngay trên thực tế thì đó không phải là sóng hài thứ 3, cũng không phải sóng hài thứ 5, mà là sóng hài cao hơn mới chính xác là một điều rất quan trọng. Và điều này sẽ được khẳng định bởi vì ở ngay trên thực tế là động cơ có tốc độ cao hơn. Giả sử hiện nay đó chính là động cơ có 3.000 vòng trên phút, thì tất nhiên thì nó sẽ hiệu quả hơn rất nhiều. Và nếu như mà bạn tạo ra một động cơ có cùng kích thước mà không phải là 3.000 vòng trên phút, mà chỉ có là 750 vòng trên một phút, thì tất nhiên là hiệu suất của nó sẽ bị giảm xuống. Và nếu như mà các bạn tăng thì đồng nghĩa với việc là hiệu suất của nó cũng sẽ được tăng lên. Và điều này thì các bạn có thể thấy được ở ngay trên máy tính. Thì ngay bây giờ thì tôi sẽ chỉ ra cho tất cả các bạn xem về những thông tin của nó hiện giờ. Ví dụ ở ngay đây thì như tôi bây giờ tôi sẽ nhập dòng chữ động cơ điện E100L8. Và từ đó mà tôi có thể xem được tất cả các dữ liệu kỹ thuật ở ngay trên đó. Và hiệu suất ở ngay đây của nó chính xác sẽ là 76,5%. Và bên cạnh đó thì đối với những động cơ L6 thì hiệu suất của nó sẽ là 77,7%. Và nếu như mà ta lấy 3.000 vòng trên phút, thì hiệu suất chính xác của nó theo bảng sẽ còn trở lên là hơn rất nhiều. Thì so sánh tất cả những điều này thì chúng ta có thể kết luận một điều rằng chúng ta phải cần tăng gia tốc của động cơ cũng như là tăng tần số của dòng điện. Thì sau đó thì chúng ta mới có thể đáp ứng được tất cả các điều kiện này. Đây thì như các bạn có thể thấy được, chính xác đây chính là những động cơ mà tôi vừa nhắc đến cho các bạn. Và nó hiện giờ đang được đưa ra ở ngay trước mặt bạn. Tất cả mọi thứ ở đây đều là E108. Và đi cùng với những đặc điểm mà tôi đã nêu ra cho các bạn từ trước. Và điều thú vị ở đây đó chính là nếu như mà chúng ta phân tích một động cơ L6 và một động cơ L8 thì qua đó thì ta có thể thấy được rằng các động cơ này thường được sản xuất trên cùng một loại sắt. Và đồng thời thì bên cạnh đó thì chúng đều có hình dạng giống nhau để giúp cho việc giảm bớt các chi phí của nhà sản xuất. Và cũng đồng thời là để nhà sản xuất sẽ không phải cấu hình lại ở các công ty khác nhau. Nhưng điều này thực sự trên thực tế là rất hiếm. Tại sao lại thế? Bởi vì L8 có mặt sau mỏng hơn L6, nên vì vậy lượng được phân bố khác nhau. Và qua đó thì chúng ta có thể làm gì được với nó? Thì đơn giản, bây giờ tôi sẽ cho các bạn xem một ví dụ ngay bây giờ. Chúng ta lấy một động cơ E100L8 và quấn theo công nghệ Slavyanka. Thì đây chính là L6. Và cuối cùng thì kết quả được đưa ra chính là gì? Thực sự đó là một điều rất đơn giản. Bây giờ thì chúng tôi có một động cơ tương tự ở ngay trên giá đỡ thì như các bạn có thể thấy được ở ngay đây. Và bây giờ thì các chàng trai của chúng ta đã tắt đi để có thể giữ được im lặng trước khi mà chuyển sang các giai đoạn thử nghiệm khác. Và chúng tôi hiện giờ đang còn có một số dữ liệu rất đơn giản về nó. Và hiện giờ thì không có nhiều khác biệt ở đây. Tuy rằng nó chỉ có một chút khác biệt nhỏ, nhưng nó có thể đưa ra cho chúng ta một thông số cụ thể về thông số đó. Mà chính vì vậy thì khác biệt ở L6 hiện giờ so với L6 cổ điển chính là gì? Nếu như mà chúng ta xem xét đến các thông số kỹ thuật của cả hai loại, thì ngay lúc này thì ta có thể nhận thấy ngay được. Thì L6 cổ điển hiện nay đã được thiết kế có moment xoắn ở định mức đó chính là 22,4 nanomet. Và bên cạnh đó thì nó còn có cùng với một động cơ có moment xoắn ở định mức là 26 nanomet. Và không chỉ có vậy thì động cơ cổ điển có moment xoắn khởi động đó chính là 42,56 nanomet. Và trong khi đó thì động cơ L6 mà đã được cập nhật mới hiện nay đã có được là moment xoắn khởi động là 63 nanomet. Và con số chênh lệch thông số giữa hai loại là cổ điển và mới cập nhật đã lên tới con số là 50%. Đó chính xác là một con số chênh lệch rất lớn giữa hai loại. Nếu như mà hiện giờ chúng ta xem xét đến các moment xoắn cũng như là xem xét đến các moment xoắn cực đại là 2,2, thì ngay lập tức sau đó thì chúng ta sẽ lấy con số là 22,4 nanomet nhân với con số 2,2. Và sau đó thì con số chính xác mà chúng ta sẽ nhận được sau đó đó chính là 49,28 nanomet. Và động cơ này hiện nay có con số đó chính là 66,3 nanomet. Tất nhiên là chẳng là gì cả,
chẳng phải động cơ tốt, cũng chẳng có tính ổn định, hay nó biểu thị điều gì khác. Mà động cơ cổ điển có công suất là 2,2 kW và động cơ này có công suất là 2,6 kW. Nhưng bên cạnh đó thì giá trị tiêu chuẩn của nó hiện giờ đó chính là 2,2 kW. Mà vì vậy mà giờ đây thì chúng ta sẽ có thể loại bỏ đi 20% lõi ở đây để giúp cho sản phẩm của chúng ta hiện giờ sẽ có thể đạt được ở mức đó chính là 2,2 kW. Như vậy thì qua đó thì chi phí để có thể sản xuất được vật liệu của động cơ này hiện giờ đã giảm được khoảng 20%. Và từ đó mà chúng ta sẽ có thể tận dụng được điều này không? Thì tất nhiên thì qua đó thì chúng ta có thể tận dụng được điều này. Và điều đó ở đây đó chính là tiền. Và đó cũng chính là sự cạnh tranh ở trên thị trường. Và câu hỏi đặt ra ở đây đó chính là gì? Tại sao mà chúng ta không làm? Điều này thì cũng đã được chứng minh từ hơn 10 năm trước rồi. Và sau đó thì mọi thứ đã được trở nên rất đơn giản. Đó là khi động cơ này đã được chúng tôi cho sản xuất và cuốn ở tần số 50Hz. Và từ đó mà cuộn dây này sẽ được đặt ở các phần giống nhau. Và chúng ta từ đó mà sẽ có thể nhận được một động cơ ở mức là 50Hz. Nhưng nếu mà chúng ta kết nối các phần khác nhau đi một chút, thì chúng ta ngay lập tức sẽ nhận được động cơ này ở mức khoảng 100Hz, hay cũng có thể ở mức 150Hz. Và bên cạnh đó thì chúng ta thậm chí là có thể nhận được ở mức cao hơn, đó chính là 300Hz. Trong khi đó thì kích thước của các phần, cũng như là kích thước và đường kính của các dây vẫn đang được giữ nguyên. Và tất cả các đặc điểm mà tôi đã vừa nêu trên đã đều được cải thiện. Và nó tất nhiên sẽ được cải thiện về cả sức mạnh, cũng như là sẽ được cải thiện về cả hiệu quả. Và quan trọng nhất ở đây, đó chính là lớp hiệu quả năng lượng mà động cơ đã đạt được hiện nay đã được tăng lên. Và nếu chúng ta nhìn vào các nguyên mẫu mà đã được sản xuất từ phương Tây, thì việc tăng hiệu suất năng lượng của động cơ thì nó cũng sẽ đồng nghĩa với việc là động cơ sẽ được tăng kích thước tổng thể. Nhưng hiện giờ thì nó không phải ở trong trường hợp của chúng tôi. Mà kích thước của chúng tôi trong trường hợp này là ngược lại, đã không tăng mà nó còn giảm. Và một trong những đồng nghiệp rất xuất sắc của tôi đã viết thư cho tôi rằng: "Dmitry Alexandrovich, anh hoàn toàn đã sai rồi. Khi mà sức mạnh của động cơ đã được tăng lên thì anh phải tăng kích thước trục của nó." Và tôi đã hỏi anh ấy tại sao, và anh ấy đã nói rằng do moment xoắn đã tăng lên. Và tôi đã hỏi lại: "Tại sao lại như vậy?" Moment xoắn mà anh ấy đã nhắc tới ở đây đã không hề tăng, mà chỉ có vòng tua máy đã tăng. Nhưng moment xoắn ở đây thì lại không hề thay đổi. Mà không chỉ có vậy mà hiệu suất còn tăng nữa. Mức tiêu thụ điện năng từ đó mà đã được giảm, và cấp hiệu suất năng lượng cũng tăng. Vì vậy, nếu như mà chúng tôi sử dụng cùng một dòng sản phẩm, cũng như cùng một loại thành phần, cũng như là tất cả mọi thứ đều giống nhau, nhưng chỉ với công nghệ cuộn dây cuốn khác nhau, thì sau đó thì chúng ta sẽ có thể có được 4 loại động cơ khác nhau, cùng với 4 sản phẩm khác nhau, và đi cùng với đó chính là một thiết lập, với tất cả những thứ giống nhau. Và điều đó hiện nay có khả thi về mặt kinh tế hay không? Và cuối cùng thì câu hỏi được đặt ra ở đây đó chính là gì? Tại sao chúng ta hiện nay không làm điều đó? Và tôi cũng đã giải thích cho các bạn những lý do đó rồi. Nhưng nhân tiện đây thì những người thù ghét thân mến, những chôn mạng thân mến, các bạn sẽ không bị vỗ vào mặt bằng hộ chiếu, mà các bạn sẽ bị tát thẳng vào mặt. Bởi vì chính những lý do đơn giản mà các bạn hiện nay đang cố gắng bằng nhiều cách khác nhau để có thể ngăn chặn được quá trình phát triển của chúng tôi. Nhưng phải thông báo cho các bạn một điều rằng, bây giờ các bạn đã thất bại. Và những động cơ này hiện giờ sẽ được sản xuất hàng loạt ở trên các dây chuyền này. Và một khi mà chúng tôi đã đạt được chứng nhận và đã được thông qua, thì sau đó thì sản phẩm của chúng tôi sẽ được bán với số lượng lớn, cùng với giá cả hợp lý, cùng với các tính năng rất tuyệt vời. Thì từ đó thì các bạn cũng sẽ nhận được những lời cảm ơn từ tất cả những người mà đã tin tưởng vào bạn. Bởi vì những công ty mà đã tham gia vào việc bán lại các sản phẩm của Trung Quốc sẽ từ từ bị trượt xuống đâu đó dưới đáy. Và sau cùng thì họ cũng sẽ chỉ còn có hai lựa chọn cuối cùng để họ có thể đi tiếp. Đó chính là đối phó với những động cơ của chúng tôi, hoặc là họ sẽ bị biến mất khỏi thị trường. Và cuối cùng thì chúng tôi sẽ không đặt cược vào Trung Quốc, mà là chúng tôi sẽ đặt cược vào Nga. Và đây cũng chính là lời cảnh báo của tôi. Và sau cùng thì con cái của những người mà đã không giữ được sự tỉnh táo sẽ nói rằng: "Cảm ơn các bạn vì chính những điều này." Và sau đó thì các bạn sẽ phải che giấu đi những sự thật đã chứng minh cho một điều rằng các bạn đã làm những điều ngu ngốc trước đó. Bạn đã có thể kiếm được rất nhiều tiền, hoặc là các bạn cũng có thể đã kiếm được những mục tiêu khác, nếu như mà các bạn đã đủ tỉnh táo, cũng như là đối với tư cách là những người có ích trách nhiệm đối với xã hội. Và như mọi người đã nói, tiền không có mùi. Nhưng con cái của các bạn sẽ sống trong thế giới mà chúng tôi sẽ và đang tạo ra. Và tất nhiên là thế giới của chúng tôi đang tạo ra rất khác biệt so với thế giới của bạn đã tạo ra. Về bản chất là chúng hoàn toàn đối lập, bởi vì thế giới hiện nay mà chúng tôi đang tạo ra sẽ mang lại tương lai cho con em sau này. Nhưng đó thực chất chỉ là riêng đối với một động cơ, và nó cũng có thể gây cho bạn rất nhiều rắc rối đi cùng với đó. Bởi vì hiện nay ở trên thực tế thì cỡ máy 100 đang có nhu cầu sử dụng rất cao, và chúng tôi từ đó mà đang có một hướng để có thể phát triển một cách khác. Và chúng tôi hiện giờ đang làm việc ở tần số là 600Hz. Và chúng tôi hiện giờ cũng đang chuẩn bị để có thể làm việc ở tần số lên đến 900Hz.
Và điều này có nghĩa là chúng tôi hiện nay sẽ có thể đạt được các tốc độ hoàn toàn khác trên cùng một trục. Và điều này chính xác chính là điều mà trước đây chúng tôi đã cố gắng nhưng đã không thể đạt được. Và điều này có nghĩa là toàn bộ hàng loạt thiết bị sẽ có thể được thiết kế lại với mức tiêu thụ kim loại. Ví dụ như là máy bơm hay là quạt, máy nghiền, dụng cụ và rất nhiều thiết bị khác cũng sẽ được giảm mức tiêu thụ kim loại. Và tất nhiên là điều này sẽ đem lại lợi ích cho tất cả mọi người, cho cả chúng tôi cũng như là cho những người hiện nay đang sử dụng loại động cơ này. Và các bạn hiện giờ thì đang nghĩ gì? Nhà sản xuất nào sẽ được các bạn ưu tiên sử dụng? Và giá cả ở đâu thì sẽ cạnh tranh hơn? Hay là công nghệ cũ hay là sử dụng công nghệ mới? Mà chính vì vậy mà tôi khuyên các bạn rằng các bạn hãy nên chuẩn bị sẵn sàng đi. Bởi vì hiện giờ thì Supermass hiện nay đang chuẩn bị dần dần chuyển từ thiết kế sang hiện thực hóa trong các phát triển. Và từ đó mà chúng tôi cũng sẽ đưa các sản phẩm vào sản xuất. Và từ đó thì các bạn hãy sẵn sàng đi. Bởi vì các bạn hiện nay vẫn còn một chút thời gian để kịp giúp bản thân để có thể tỉnh táo lại. Nhưng tôi cũng muốn nói với các bạn rằng thì gieo nhân nào thì gặt quả đấy. Thì các bạn sẽ phải chịu trách nhiệm đối với những gì bạn đã làm trong cuộc sống. Và những người mà hiện nay đang tham gia thu hút đầu tư cũng như là đang thực hiện việc xúc tiến và quảng cáo cho dự án, hiện nay thì họ đã làm rất tốt. Và các bạn cũng có thể là một trong những nhân tố sẽ giúp chúng tôi có thể phát triển được dự án. Và điều tương tự này cũng đã xảy đến với những người mà hiện nay đang có liên quan đến các vi phạm của các dự án khác. Và tôi cũng không phải là các chuyên gia trong các dự án này. Và tôi cũng chưa bao giờ cho phép mình được quyền xúc phạm đến các dự án khác hoặc là đưa ra các khẳng định rằng chất lượng của chúng tệ hơn. Và hơn thế nữa thì có những người được gọi là các chuyên gia dởm thì hiện giờ thì họ hiện nay đang lấy một số động cơ kém chất lượng và nói rằng đó chính là động cơ của Dujinov. Nhưng trên thực tế thì đó không phải là như vậy. Và điều thú vị ở đây đó chính là họ đã lấy một số động cơ trung bình của tại Trung Quốc và sau đó họ đã quảng bá cho mọi người rằng đó chính là động cơ của Viktor Arestov. Nhưng trên thực tế thì thực chất Viktor không hề có một chút liên quan gì đến nó. Và thực sự là những chuyên gia hay là những kiểu người như vậy thực sự rất đáng để lên án. Và tất nhiên là không chỉ dừng lại tại đó. Và cũng còn có những loại người mà họ cũng chẳng biết gì về các phương pháp nghiên cứu hay là họ cũng chẳng có kiến thức gì về những cách thức tiến hành hay là cách lấy mẫu. Vậy mà họ lại dám đưa ra phán xét tốt xấu với những người khác. Thực sự trên thực tế là những người đó thực sự rất đáng để bị lên án. Bởi vì họ hiện nay đang gián tiếp hủy hoại tương lai của thế giới. Và ngay tại đây chính xác là loại động cơ của chúng tôi. Và xin chào mừng và gửi lời chào thân mật tới bất cứ ai mà hiện giờ đang nghi ngờ về đặc tính của nó. Thì mời tất cả các bạn hãy cùng đến và có cuộc thử nghiệm cùng với chúng tôi. Nhưng đồng thời thì bên cạnh đó thì chúng tôi cũng còn có một điều kiện khác cho tất cả các bạn. Đó chính là sau khi mà các bạn thử nghiệm thì các bạn sẽ phải cho chúng tôi biết về những gì bạn đã thấy cũng như là cho chúng tôi biết về những quan điểm của các bạn về những gì bạn đã thử sau khi mà các bạn đã tính đến việc đến thử nghiệm và được tiến hành. Và ngay hiện giờ thì chúng tôi hiện nay đang có 50 loại động cơ đang được sử dụng để gỡ lỗi cho các thiết bị công nghiệp và chúng cũng sẽ được sản xuất công nghiệp và sau đó thì chúng cũng sẽ được cấp giấy chứng nhận. Và cuối cùng thì các nhân viên trong phòng thí nghiệm của chúng tôi hiện nay cũng đã xây dựng các chương trình và các biện pháp. Bên cạnh đó thì các yêu cầu kỹ thuật cũng đang được chúng tôi tiến hành hoàn thiện. Và tất cả các tài liệu hiện nay cũng đang được chúng tôi chuẩn bị và mọi thứ sẽ được sẵn sàng sau đó. Và hiện nay thì các bạn đang làm gì? Thì tôi khuyên các bạn một điều rằng thì các bạn đừng lên làm những điều gì ngu ngốc. Ít nhất thì các bạn hãy nên mở internet ra và lấy một chiếc máy tính và tiến hành làm một vài phép toán. Và cuối cùng thì các bạn hãy nhớ bảo trọng và quan tâm đến thế giới xung quanh của các bạn. Và tôi cũng nghĩ rằng bằng cách sử dụng trực giác của mình thì cuối cùng thì các bạn cũng sẽ đưa ra được những lựa chọn đúng đắn cho các bạn. Và tất nhiên là đừng phạm những sai lầm, bởi vì chính các bạn sẽ là người sẽ phải trả giá đắt cho những điều đó. Và tất cả những người mà hiện nay bạn đang lôi kéo cùng cũng sẽ từ chối dự án cuối cùng và cũng sẽ nói lời cảm ơn tới các bạn. Tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn.